Hôm nay chúng ta sẽ học về phân biệt trần mơ và trần mơ giang. Trần mơ và trần mơ giang nó đều có nghĩa là thế nào, làm thế nào. Vậy thì chính cách dịch trong tiếng Việt này làm cho chúng ta đôi khi sử dụng trần mơ và trần mơ giang sẽ bị nhầm lẫn. Vậy thì cách dùng đúng của trần mơ và trần mơ giang là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong bài học hôm nay nhé. Rồi đầu tiên là về trần mơ. Trần mơ là đại từ nghi vấn mang nghĩa là như thế nào, ra làm sao. Khi mà trần mơ mình cộng với động từ thì nó được dùng để mà hỏi phương thức diễn ra của động tác hay còn nói cách khác đó là cách để mà thực hiện động tác như thế nào. Tao suy xiao trần mơ chậu Tao suy xeo trần mơ chậu Chúng ta có trần mơ đứng trước chậu Chậu là đi Vậy thì tới trường học đi như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời là Ờ, à, nì y chứ chậu Bạn đi thẳng về phía trước Là sẽ đến trường học Vậy thì cách thức đi ở đây là Đi thẳng về phía trước Đúng không? Hoặc là ví dụ Tao suy xeo trần mơ chuy Chuy là đi chẩn mơ như thế nào chuẩn mơ truy đi như thế nào đến trường học đi như thế nào ở nỉ wo trí mùa thua trưa chị tôi lái xe máy đi vậy thì ở đây cách thức đến trường học của mình là lái xe máy hoặc là chưa các han chữ mơ xỉa mơ như thế nào xỉa viết vậy thì viết như thế nào cái chữ hán này viết như thế nào vậy tiếp theo khi mà trần mơ cộng với vị ngữ thì nó dùng để hỏi nguyên nhân nhé các bạn nha tức là nó có nghĩa là tại sao vì sao và nó bằng với ví dụ ta trần mơ lão sư tại sao bạn không đi hỏi thầy giáo chúng ta có trần mơ cộng với vị ngữ hoặc mơ sang Tại sao bạn lại không đi học? Hỏi về lý do. Hả? À, Ní mơ khai mấy chuyện Tại sao bạn còn chưa đi nữa? À. Vậy thì ở đây sẽ có bạn thắc mắc là Ờ vậy thì chẩn mơ và quay mơ Thì hai chữ này có gì khác nhau không? Quay mơ chúng ta thường dùng để mà đơn thuần hỏi về nguyên nhân Ví dụ ở câu số 1 này chúng ta có thể nói là Tại sao bạn không hỏi thầy giáo? sư <laughs> Bạn tại sao không hỏi thầy giáo vậy thì cái người hỏi mình lúc này là người ta thực sự là biết là ở lý do mình không đi hỏi thầy giáo là tại vì mình ngại hay là mình có việc như thế nào đó thì ở đây là người ta dùng why để hỏi lý do thực sự. Nhưng mà chẩn mơ nó cũng dùng để hỏi về lý do nhưng mà đa số chúng ta sẽ dùng chẩn mơ để hỏi nhưng mà hỏi kiểu trách móc nha các bạn nha ví dụ như câu này ni trần mơ bua lão sư tại sao bạn không hỏi thầy giáo vậy tại sao lại hỏi thôi ni trần mơ pu sang khưa tại sao bạn lại không đi học vậy lão sư hận sân à thầy giáo rất là tức giận đấy hoặc là ni trần mơ hai mấy trùi nữa tâu trí tiện là tại sao bạn còn chưa đi nữa đã mấy giờ rồi vậy tiếp theo đó là trần mơ chúng ta đứng đầu câu để thể hiện sự ngạc nhiên ví dụ trần mơ Nhị chinh thêm bù sang Cái gì? Bạn hôm nay không đi làm hả? Chúng ta dùng chẩn mơ đứng đầu câu để thể hiện sự ngạc nhiên nha các bạn nhé.